Xin mời thí sinh Nguyễn Hoài Niệm số báo danh 19A. Năm nay 69 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát dự thi Riêng một góc trời sáng tác Ngô Thụy Miên. Thí sinh chuẩn bị Vũ Long số báo danh 20A. Tình yêu như nắng nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ hương theo gió, gió mang câu thề xa vời chốn xưa. Tình như vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ơi, xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân năm thầm, nghe giọt nắng. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Trên hàng lá khô.
ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ em về lối xưa. Hà còn nắng ấm